Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin La Thành gặp tai nạn trên phim trường. Trong một cảnh quay trên phim trường bộ phim Yêu là phải xài chiêu, La Thành đã gặp tai nạn hy hữu. Theo đó, trong một ngày quay với bối cảnh là một bãi đất, La Thành đã bị đạo cụ là chiếc ô của nữ diễn viên Thu Trang và chỉ đạo diễn xuất đập vào mặt và chảy máu mũi. Theo tìm hiểu nguyên nhân, một là do diễn viên Thu Trang tung chiếc ô quá mạnh, hoặc do La Thành bất cẩn nên mới xảy ra tai nạn hy hữu. Cảnh quay đã phải gián đoạn mất vài giờ đồng hồ để La Thành nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần. Và ngày quay đó đã kết thúc rất muộn với lịch quay bị lùi lại khá lâu. Hiện tại, La Thành vẫn đang cùng đoàn phim thực hiện những cảnh quay tiếp theo của bộ phim Yêu là phải xài chiêu của đạo diễn Hương Ngọc và Ngọc Hùng. Vai diễn của La Thành là câu chuyện xoay quanh chàng ngốc to xác nhưng tính tình như một đứa trẻ. Vì vậy, Ngốc thường xuyên bị nhóm thanh niên sống cùng khu phố chọc phá. Ngốc có một người chị gái hết mực yêu thương Ngốc. Chị sẵn sàng ở giá để chăm sóc cho Ngốc và luôn có mặt mỗi khi Ngốc bị ăn hiếp. Bên cạnh Ngốc còn có anh Đẹp làm DJ ở trọ chung nhà với chị em Ngốc. Anh Đẹp như một người anh trai, luôn chịu khó nghe Ngốc tâm sự. Rồi đến một ngày, Ngốc biết yêu, đó là chị Đẹp, cô hàng xóm mới có vẻ ngoài mềm mại của một nữ diễn viên múa, nhưng lại rất giỏi võ. Chính cô đã giải thoát cho Ngốc khỏi đám thanh niên luôn gây hấn. Điều đó đã làm trái tim Ngốc xao động. Anh Đẹp đã giúp Ngốc chinh phục chị Đẹp với kế hoạch Yêu là phải xài chiêu. Mọi thông tin về bộ phim vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.